Hey, xin chào mọi người nhé. Cái cảnh ở đây nó rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây là suối Rạc nha. Đấy, cái thuyền mình để đằng kia kìa. Quay xuống đây, nó có một cái thác nhỏ. Và ở dưới này là cái khu vực mà cái bãi Lục Bình hôm trước mình câu đó các bạn. Hôm nay thì mình đi thuyền. Tí nữa mình sẽ câu dưới cái bãi Lục Bình đó ha. Hôm nay thì nước nó, cái màu nước nó nhạt bớt rồi, nó không có đục được như bữa trước nữa, cho nên là mình sẽ mang cám cho mình câu ha. Đó, câu kết hợp cám với trùng luôn. Dưới này thì nó sâu lắm, sâu rất là sâu luôn. Ủa, cái này mà bây giờ trời mát mát mà nhảy xuống tắm là phê luôn. Thôi đưa thuyền xuống nha mọi người. Chỗ này thì nó hơi nguy hiểm cho nên là mình sẽ tắt máy quay đi nhé. Rồi mình có bãi đáp với các bạn ơi. Nhìn cái bãi câu này mọi người thấy đẹp không? Bên một bên thì một cái tảng Lục Bình rất là lớn, bên thì nước thì nó sâu. Đó. Mình vừa hết bệnh số các bạn ơi, còn ho quá chừng này. Nó mệt mệt, bữa nay đi dân nắng. Chứ để lâu quá không có video đăng thì cũng không được, hôm trước đi trang về bệnh sắp mặt luôn. Rồi về cái mồi câu ha. Bữa nay thì ngoài cái mồi trùng ra mình sẽ có câu thêm cái mồi cám lăn xê nha các bạn. Mình trộn hồi hôm nè. Cám lăn xê này mình vẫn làm giống mọi khi thôi, nhưng mà bữa nay mình có thêm cái bắp luộc nữa. Đó, cái hạt bắp nè các bạn thấy không? Đấy, hạt bắp luộc nữa, tí nữa mình móc vô lưỡi mình câu ha. Rồi. Rồi mình thả một cây mồi trùng mình ngâm ngay bãi Lục Bình trước nha. Cái chỗ ủa sao cạn vậy? Sâu lắm mà. Có ngoài này sâu thôi, ở trong cái bãi đó nó hơi cạn rồi. Không sao, cứ ngâm đó ha. Đây, bây giờ ra cần lăn xê nhé mọi người. Mình để ý phía đó ngoài kia nó sủi tim lên quá trời, không biết cá gì. Ngâm ha. Ôi, đằng kia nó không có sâu bằng ngay cái chỗ thuyền mình đang ngồi. Ok. Ui. Đấy, cần này, đó đang các bạn ơi, thấy nhiều không? Rồi. Từ từ bị rối. Ấy da. Ôi, có. 15 phút bổ đâu rồi? À con nè. Ui, cá gì đây? Con cá gì đây? Ôi, nó không phải ăn câu các bạn ơi, nó chạy nó vướng nè. Ui, rất đẹp luôn á. Nè. Con cá này không phải cá trắng các bạn ơi. Nó như là cá cái gì mình cũng không biết mà. Ây chà. Đấy, cái đuôi nó vàng vàng óng óng lên rất đẹp luôn ha. Được chưa? Mình cũng không biết tên nó là cá gì, không phải mè dinh cũng không phải mè dảnh luôn các bạn ơi. Cũng chẳng phải cá trắng nữa. Cho rõ nha. Như cảm giác như ngoài này là bữa nay nước nó ngã cái màu lại rồi, cá nó không có ăn mạnh nữa các bạn ơi. Nãy giờ mà thấy em ru à. Rồi, 1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà không có dấu hiệu gì của cái việc cá ăn câu hết các bạn ơi. Cái trùng á, nó quăng xuống nó cũng không rỉa không đụng luôn. Thì thấy là không ngon rồi, bây giờ chắc là đổi kế hoạch á. Bây giờ sẽ đi lên bờ ha, lên bờ mình vô mình moi cái lỗ Lục Bình trong cái đám này nè. Mình câu giống hôm trước ha. Nhiều cá nó rút hết trong đó rồi, trời nắng quá nó không có ra sao. Lại ngoài này phía chỗ con câu nó cạn nhất à. Rồi thôi đi đổi kế hoạch nha, rút cần. Để nãy giờ mà nó không rỉa, không đụng. Rồi vô bờ nha mọi người. Rồi vô ngồi câu cho sướng. Cứ hôm nào mà đi câu chuẩn bị nó đàng hoàng kỹ lưỡng lắm, là coi như nó trớt quất à. Đó. Vô đây ngồi câu giống bữa ha. Đây là có đây, nước này thì nó bớt đục nhiều lắm rồi. Rồi ra cần nha mọi người. Ok. Đó, ngồi vậy gió nhàng. Ngồi kia nắng quá. Đó. Mới quăng xuống rồi lúng phao luôn rồi, kỳ vậy. Ủa
mới quăng xuống là cái phao nó nhúng xuống luôn các bạn ơi. Mình canh mình giật nha. Ôi bị gì trời đất. Con gì nó đè phao xuống đó. Đấy, cái phao nó nổi vậy nè. Hồi nãy vừa quăng xuống nhúng luôn. Mình vừa thả miếng cám xuống mình dẫn cá vô đó. Đó, rồi, hai cây nha mọi người. Kỳ trời, phao nó nằm luôn mà không dính là sao các bạn? Quá thay luôn. Đấy, lại nghe nằm phao nữa. Đây, có dính đâu. Trời đất ơi. Ui có. Ui trời, rô biển nè. À, nó phá nãy giờ các bạn ơi, có mình nó à. Sao kỳ vậy ta? Mấy con cá kia đâu hết rồi. Ui dính nữa nè, nè. Ui. Dính cái gì rồi, nó lôi vô cái gì rồi các bạn ơi. Để mình coi còn cá không nè. Dính vô cái gì rồi. Đây, một con ông nội rô biển này. Phá ác luôn. Còn con nữa nha, cho nhỏ luôn. Đó. Canh mà các bạn ơi, nhúng xuống con gì đây? Ui to. Ui rô phi. Trời, tưởng rô biển chứ. Đừng có chui sảy á. Ui, bự các bạn ơi. Ê, nhìn cần me không? Ê, bự. Ui trời ơi. Bự lắm. Ê. Cứ tưởng là rô biển tiếp. Nó cũng nhịp cái phao giống nãy đó các bạn. Phê. Ây da, đừng. Ngon. Bự các bạn ơi, ít ra cũng phải được con này đỡ buồn chứ nha. Để cho ngồi nắng chết luôn. Con to các bạn, con này nửa ký á. Bù lại nãy giờ ức chế bị nó phá. Cái cần nó kéo con phi đã ghê các bạn ơi. Chạy. Từ nhá. Cứ từ từ. Đây. Tiếp tục nha. Đã quá. À, bãi lục bình cỡ này mà kiểu gì không có phi ha mọi người. Bãi lục bình bự quá mà.
Chỗ này là phi tha hồ nó ở luôn á. Ui, nó lại lôi cái phao kia nó ngâm xuống nước luôn rồi. Để từ từ nhá, canh canh nhá. lên hàng các bạn ơi. Các bạn biết cái con gì nó đè phao xuống nước không? Đấy, mình mới giật lên nè. Con này này nó rỉ phao xuống, nó nằm luôn dưới đáy các bạn, im ru luôn. Đấy, đã không? Cá bóng tượng nha, bóng tượng nhỏ xíu rồi. Mình thả nó về nha mọi người. Ok. Cái nơi mà chỗ khác á là họ nói cái họ gọi con cá rô biển là cái con cá rô bịp. Nó tại vì nó ăn rất là bịp luôn. Nó khôn lắm. Nhất là cái do cái miệng nó nhỏ nữa. Đấy, nên nó ăn khó dính lắm. Con gì nè các bạn ơi. Con gì nè. Nó ăn lẹ quá mình bật máy quay không kịp, rồi rút dưới luôn rồi. Giờ sao ta? Không có bật máy quay kịp. Nó ăn mà chẳng kéo phao luôn á mọi người. Đó rồi. Rồi mất luôn rồi. Ôi, con gì bự lắm. Trời ơi. Đang ngồi buồn ngủ các bạn ơi, giật lên thay mồi cái cùng nó rút nó chui mặn dưới luôn á. Còn nó ít ít cũng cả ký lô. Cái gì vậy? Ôi trời ơi. Xảy nữa bạn ơi, đóng cái kịch luôn mà. Cá gì ấy. Đóng dính dính vô mép nó rồi mà có cảm giác rồi mà lại xảy. Rồi có. Ui, rô biển. Ê, rô đồng các bạn ơi. Wow, rô đồng. À. Ôi không được rồi, con này nó có bầu rồi các bạn ơi. Con này nó có bầu á. Đây nè, sắp đẻ rồi. Ui mọi người, coi nè. Cái bụng bầu chà bá không? Thì mình nghĩ là vậy thôi chứ không biết là có bầu thì không. Mình thả về nha mọi người. Ây da, cá, ây da, wow. Wow, cái gậy đầm ghê thiệt. Đấy, cá có bầu thì nên thả về nha. Cho nó đẻ mốt câu tiếp. Ok. Có bầu nhìn đã kìa các bạn. Bự chà bá luôn nè. Cho về nha. Đó. Nãy giờ ngồi vẫn tiếc cái con cá kia các bạn. Nó rút đã. Ok. Đó, nước nó hết đục rồi các bạn. Nó bớt đục cái bắt đầu là cá nó ra ăn yếu xìu rồi. Giờ nó chỉ còn cá rô. Nước trong trong này có cá rô thôi. Bữa nay thì nói chung là mém trớt quớt các bạn ơi. Thôi bây giờ gom gom đồ nha, đi lên kia mình dở từ lưới cái về, tự nhiên nó kéo mây đen tới quá chừng các bạn. Giờ 5 giờ chiều rồi. Đó, về tới nhà cũng sập tối luôn. Đi lên dở lưới nha. Rồi. Ui ơi, trôi dữ rồi. Mình thấy cái dây nó giật rồi các bạn ơi, dây lưới nó giật rồi đó. Mình giăng có 1 chục mét à. Chục mét à, chưa tới nữa. Kiếm mấy con cá về ăn đó mà. Ok. Đâu rồi? Đây. Nhà gà đâm. Coi có gì nhé mọi người. Nãy vừa lại là nghe giật rồi đó.
gì đây? À, đâu rồi? Đây đây nè. Wow, xì xì. Cá trắng các bạn ơi. Đã quá, đã quá. Cá đỏ men. Wow, đây nè. Ôi dân ban ngày mà cũng dính mấy con này ta. Ôi cá quá trời luôn nè. Đó. Ngon nha. Ôi xò, hết hồn. Cá rô biển các bạn ơi. Nè quá chừng nè. Không có cá to ha. Đó. Ôi trời. Cá rô biển này nó bị cái gì nè các bạn ơi. Nó bị ăn mất cái đầu rồi. Ủa con gì ăn vậy? Wow, ghê chưa nè. Mới văng có hồi nãy à. Con nào nó ăn mất rồi. Ghê trời. Đây nó có con gì trời. Rồi, có một đoạn kia có. Hết lưới các bạn ơi. Đây tổng kết thành quả này các bạn ơi. Đó, văng có một chục mét lưới à. Ủa mà ngay cái mương nhỏ xíu này mà có cái con gì nó ăn đứt cái đầu con coffee luôn à, con rô biển luôn các bạn. Mình văng lưới có 3 tiếng đồng hồ chứ mấy. Đó, nó vô lưới ăn dứt luôn. Coffee to nhất nha. Mấy con này văng lưới nè. Nãy câu được rô đồng rồi. Rô đồng với lại sảy con gì to lắm. Đấy, thì tổng kết chiều hôm nay được tầm này thôi. Cái mớ này thì về, các bạn biết làm gì ngon không? Cái mớ này về là chiên giòn, cái bắt đầu mình ăn với rau sống bánh tráng á. Rồi, còn gì bằng nữa, đã chưa? May quá hôm nay được con phi chứ không là xong rồi. Thôi, video của mình tới đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại mọi người video sau ha. Mùa khô thì làm video nó rất là khó khăn, cho nên là mọi người hết sức thông cảm nha. Tại vì video dạo này nó ra chậm. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.